những ngày ở bên nước ngoài thì đến nếu nói về những cái căn bệnh mà trước chưa tu luyện pháp luân công thì tôi bị cái bệnh nhức xương, nó như là có những con sâu nó rúc vào trong xương của tôi. Tôi không thể nào ngủ được, mà có những lúc bi quan chán nản tôi đã từng nói với chồng tôi là thôi chắc là anh ở lại nuôi con. Đã có nhiều lúc tôi trong tâm của mình đã muốn nghĩ là nhảy từ tầng 15, đã có ý định nhảy lầu. Không thiết nữa. Thì chồng động viên là đừng có suy nghĩ vớ vẩn, về Việt Nam chữa được. Mà ở bên nước ngoài thì nó tân tiến như thế, tôi đi nhiều bệnh viện lắm, cũng không được. Nên là đến lúc về tôi trở về Việt Nam thì chị gái tôi cũng bảo là em ạ, về thì em vẫn cứ đi khám, em vẫn cứ đi kiểm tra bệnh xem nó là như thế nào, chứ chị lo cho em lắm. Đi kiểm tra thì tôi cũng đến bệnh viện Đại học Y, tôi kiểm tra thì đủ thứ, nào là bác sĩ nghi ngờ là cổ tử cung, có viêm nang cổ tử cung, u nang vú. Sau khi cái hôm đi khám về, tôi có vào trong quê để chơi với chị, thì cũng có các bạn đồng tu đến động viên là em ơi em tu luyện pháp luân công đi, tốt lắm, môn pháp này tốt lắm. Chị thấy em khổ quá, uống thuốc em cũng chẳng được mà cứ mồ hôi toát ra như thế này, mặt mũi xanh xao, mà các chị nhìn các chị sợ, cứ mồ hôi túa ra như này. Tôi bảo y học hiện đại như thế này còn chẳng chữa nổi bệnh cho em, các chị cứ bắt em đi tập, tập được thì thiên hạ nó tập hết rồi, ngang lắm. Nhưng lúc đấy cũng vì thương chị gái quá, chị chỉ biết ngồi nhìn tôi và khóc. Chị bảo là chỉ có sư phụ cứu được em. Thì sau đấy tôi nghe lời chị. Tôi có bảo với chị là thôi được rồi, em nghe chị, em tập pháp luân công. Thế bây giờ em phải bắt đầu từ đâu? Bảo là bây giờ em cắm tai nghe vào, em nghe bài giảng của sư phụ đi đã. Thì ngày trước kia mà tôi về thì cái bên ngực bên trái của tôi này nó đau, mà mỗi lần tôi nghiêng người, nghiêng lật người thì ông xã đều phải hỗ trợ. Mà đi vào trong đấy nằm thì đứa cháu gái cũng lại phải hỗ trợ gì để mỗi lần lật. Thì bắt đầu nghe, cắm tai nghe vào thì lúc đấy mình cũng thiêm thiếp mình ngủ. Nằm được một chút vì người nó mệt quá do thuốc. Thì nằm được một tí. Thì tự nhiên là cái lồng ngực của tôi nó như là có một cái gì nó bốc ra ấy, nhẹ nhàng lắm. Tự nhiên tôi hít thở sâu, nghiêng bên này, tôi hít thở, tôi bảo chứ ôi con ơi, con nhìn gì này, dì đứng lên ngồi xuống này, tuyệt vời chưa. Ô này, thế là hai dì cháu cứ diễn đi diễn lại như thế. Mình cảm thấy mình sung sướng quá là tự nhiên mình lại ngồi lên được. Mình không phải cháu nâng, không phải gì nữa. Thế là mới bảo chị gái, đập chị, bảo chị ơi chị, nhìn này chị nhìn em ngồi dậy nhá, không cần chị nâng nhá. Thế chị gái tôi nhìn tôi mỉm cười và là thì chiều nay em theo chị ra điểm luyện công nhé. Ok. Thì sau buổi chiều tôi theo chị ra điểm luyện công thì tôi đứng bài thứ hai thì cái chân tôi như đứng trên chảo lửa, nóng lắm, mở mắt ra mồm nói cứ nói chị ơi chị có bị nóng chân không, mà em nóng lắm rồi em không chịu được nữa rồi. Chị chỉ mở mắt ra mỉm cười và chứ em ơi sư phụ đang điểm hóa cho em đấy, cố lên. Thì đến bài năm lại vào ngồi tập đến bài để tay này thì cái hai lòng bàn tay đối nhau cũng nóng ran như thế. Thì tôi thấy là tại sao nhở, kỳ diệu nhở. Thôi tập, từ ngày đấy trở đi là tôi tập pháp luân công. Có một lần tôi bị tai nạn, đấy cũng là quan sinh tử của tôi phải vượt. Tôi đang đi đường thì bị cướp, thì nó đạp tôi ngã xuống là gãy răng và khâu 4 mũi ở đây. Đây chỗ này của tôi là tôi khâu 4 mũi đấy. Thì trong tâm tôi lúc tôi ngã một cái tôi chỉ xuất một niệm là sư phụ ơi cứu con, không sao tất cả. Thì cũng được mọi người đưa tôi đến bệnh viện, các con chạy đến thì làm tất cả bác sĩ xử lý các vết thương cho là tôi đi về nhà. Chân tay tất cả mọi cái nếu mà mọi người nhìn thấy thì pha đấy là chắc là sinh mạng là không, người ta nói là không sống thì cũng bị tàn tật ấy. Nhưng mà tôi chả làm sao, đến giờ này đây gương mặt tôi nguyên vẹn đúng không, không vấn đề gì cả. Sau thời gian tôi đắc pháp, tôi đi đâu cùng với bạn bè cùng trang lứa, cùng lứa tuổi của tôi thì mọi người đều bảo tôi là sao trẻ thế, mình cũng tự hào. Thì các bạn hỏi tôi là tại sao mà chẳng thấy cậu già gì cả. Tôi bảo các bạn là nhờ tu luyện pháp luân công ấy, cả tâm và thân. Bệnh tật mình không có thì tất nhiên là mình sẽ luôn luôn lạc quan yêu đời, mà cái lạc quan yêu đời lên là mình sẽ được trẻ và đẹp ra. Đấy, cho nên nhiều người hỏi tôi là bạn dùng những cái gì, tôi bảo tôi chỉ dùng tu luyện pháp luân công. Đấy là những cái câu mà tôi hay đùa với mọi người, nhưng nó là thực tế, nó là như vậy.
tất cả mọi cái như cuộc sống lo toan bộn bề là đều phải suy nghĩ là làm thế nào để có, làm thế nào để đạt được. Thì tôi buông bỏ hết những cái đấy. Không cầu, tự đến, mọi cái nó đều tự đến. Còn một điều của tôi sung sướng và vui mừng hơn, không có gì vui mừng bằng là chồng tôi bây giờ là không phải là nâng đỡ vợ hàng đêm. Mỗi một lần mà trước khi chưa đắc pháp thì mỗi một lần tôi muốn dậy đi vệ sinh, vì tôi đi kiểm tra là cũng vôi hai đốt cổ và vôi hóa đốt lưng rồi, quét nhà không quét được, ngủ lật muốn lật là chồng tôi phải đỡ. Thì đến giờ này là chồng tôi có giấc ngủ ngon do vợ mình khỏe, cho nên chồng tôi cũng rất ủng hộ. Đấy là những cái mà tôi cảm thấy là hạnh phúc nhất trong cuộc đời, là bệnh tật thì nói không rồi, còn được chồng ủng hộ với môn tu luyện này tôi cảm thấy là rất chi là hạnh phúc. Trước chưa đắc pháp thì tôi nóng tính lắm, cực kỳ nóng tính. Cái gì không phải là phải chiến đấu tới cùng, phải tranh luận tới bến. Trong cuộc sống, vợ chồng không có thể tránh khỏi những lúc tranh luận nảy lửa. Nếu như ngày trước thì không bao giờ tôi nhường phần thắng cho chồng tôi đâu, mà tôi phải là người thắng. Nhưng sau khi tu luyện rồi thì tôi thấy mình là phải nhẫn. Mình phải nhẫn và nhận những cái phần sai, những cái phần sai về mình. Thì cứ để cho ông xã nói hết đi. Thì lúc đấy mình mới quay lại mình nói. Thì mình mới phân tích ra là cái vấn đề này hôm nay để hai vợ chồng tranh luận thì chắc chắn phần sai sẽ thuộc về em. Nhưng sau này cũng rất mong anh hiểu cho rằng cả hai vợ chồng đều phải hướng nội. Vì em tu luyện môn Pháp Luân Công là anh biết em đã nhẫn như thế nào rồi, em đã vượt qua. Thì sau đấy thì chồng mình hiểu ra được là anh chả biết tại sao lúc đấy anh lại cứ cáu khùng lên như thế. Thì mình hướng nội lại cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu mình không háo thắng mà tranh luận với ông chồng thì chắc chắn là cũng sẽ không xảy ra những cái chuyện nói to hơn nữa. Đấy là những cái mà mình cảm thấy được là trong tu luyện thì mình cố nhẫn đi, nhẫn được những gì mình có thể nhẫn. Đấy là tu luyện của Pháp Luân Công, những cái được trong cái công việc thì cũng là cơ duyên. Thì tôi làm bên chuyên đón khách du lịch của Trung Quốc sang, có những cái mình chiều theo Pháp, xử sự được những công việc nó rất chi là hài hòa, mà nó thuyết phục được mọi người là mình luôn luôn lấy cái tâm hòa ái, luôn luôn đặt mình vào mọi người. Từ với nhân viên thì tôi cũng hồng pháp được cho nhân viên ở trong khách sạn cùng tu luyện để đối xử với khách cho nó nhìn tất cả mọi cái nó đều nhẹ nhàng hơn. Cách đây 3 năm đã trải qua một đại dịch, thì đúng hơn lúc đấy là tất cả các ngả của Hà Nội là đều bị phong tỏa và chặn chốt, không ai đi được. Tôi đã phát một cái tâm và hô hào anh em con cháu trong gia đình đóng góp lại. Tổng của hết cái đợt dịch là tôi tài trợ được 52 tấn rau củ quả cho các điểm ở Hà Nội như là Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung rồi Hai Bà Trưng. Thì sau đấy thì tôi cũng gửi đến các bạn những cái thông điệp của Pháp Luân Công, thì cũng muốn là các bạn hãy trong những lúc mà ở nhà rảnh rỗi thì mọi người đang có thời gian để mọi người tìm hiểu, thì mọi người hãy tìm hiểu. Và tôi gửi đến cho mọi người cái tấm thẻ có 9 chữ vàng, là cũng mong mọi người niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo Chân Thiện Nhẫn Hảo để được cái lợi ích tốt như tôi. Và tôi có gặp một đại tá công an về hưu, và hôm đấy cũng là cái cơ duyên thôi, đến nhà bác chơi thì bác bảo là em anh nhìn thấy em không có một cái sự mệt mỏi gì ở trên khuôn mặt tất cả, sao lúc nào em nhìn thấy em cũng năng lượng tràn đầy. Thì cũng chia sẻ thật với anh ạ, em chia sẻ thật với anh là nếu mà trước đây em không tập Pháp Luân Công thì em không được như thế này đâu, cũng suốt ngày đi viện. Tiện đây thì em cũng chia sẻ cho anh hiểu về Pháp Luân Công, là ngồi anh em cũng chia sẻ. Thì sau đấy là bác bảo là được rồi, anh sẽ tìm hiểu. Và bác nói là nếu để tu luyện theo đúng Pháp Luân Công thì chỉ có tốt chứ không có xấu. Bảo đúng rồi, đấy là những cái mà tôi muốn lan tỏa đến mọi người. Pháp Luân Công là tốt. Có những bạn công an là cũng đã trực tiếp ngồi cô cháu chia sẻ với nhau như thế này này, hỏi tôi là cô ơi, cô cho cháu hỏi là có phải tu luyện Pháp Luân Công là không được thờ cúng và không được đi bệnh viện không? Thì nói thật với các bạn là mình trả lời thẳng là sư phụ Lý Hồng Chí của các cô không dạy các cô là đi lan tỏa, lan truyền ra là không được thờ cúng và không được đi bệnh viện. Đấy là cái cô khẳng định. Nếu ai nói mà tu luyện Pháp Luân Công là bỏ hết tất cả mọi cái đi thì cái đấy là không đúng.
tôi cũng chia sẻ đến với mọi người tu luyện Pháp Luân Công để chỉ đạo cho con người là đề cao được từ tâm tính. Như cái quan trọng chủ chốt là tâm tính phải đề cao. Cái thứ hai nữa là mình phải thực tu. Mình phải thực tu thì mình mới đạt được đến những cái mà mình muốn, để mình buông bỏ hết tất cả những cái xấu. Qua cái câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ thì tôi cảm thấy mình là may mắn và hạnh phúc đắc được Pháp Luân Công. Cho nên tôi muốn lan tỏa đến mọi người tu luyện Pháp Luân Công, 100 điều lợi, không có một điều hại.